Câu hỏi đầu tiên dành cho thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc ạ. Thưa anh, trong rất nhiều những chương trình trước chúng ta đề cập đến cái tần suất yêu của cặp đôi, của những cặp đôi với rất nhiều là cách tính khác nhau. Vậy thì một lần nữa anh có thể nhắc lại một vài cách tính này cũng như là cơ sở để đưa ra cái cách tính này được không ạ? Qua cái chủ đề thì ngay từ đầu nhận được chủ đề tôi đã thấy nó giận hết cả tóc gáy. Chúng ta lại có thể là tìm ra những đề tài rất là hay. Tuy nhiên đây là rất thực tế. Trong thực tế thì cái câu hỏi này là tôi gặp rất là nhiều. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là thế này này, cái nhu cầu hoạt động quan hệ tình dục của con người ta ấy thì mỗi một người một khác. Nó giống như là nhu cầu ăn, nhu cầu uống, nhu cầu nghỉ. Có những người thì ăn khỏe, có những người thì ăn yếu, có những người thì thích uống bia, nhưng có những người thích uống rượu. Vì vậy mà không ai giống ai cả. Cho nên là cái tần số quan hệ tình dục bao nhiêu là vừa trong một cặp thì nó phụ thuộc chính vào cái nhu cầu của mỗi một người. Và khi mà chúng ta đã có đối tác rồi thì cái đó nó lại phụ thuộc vào cả đối tác của chúng ta nữa. Rõ ràng là một người mà muốn một nhu cầu một tuần 7 lần nhưng mà đối tác trung thủy của anh ấy chỉ muốn là một tuần 2 lần thôi. Thế vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà hài hòa lại với nhau để tìm ra một cái con số mà hợp lý nhất, làm sao mà thuận lợi, thích hợp, đáp ứng được cả nhu cầu của người nam giới, cả nhu cầu của người phụ nữ, thì lúc bấy giờ mới gọi là cái con số mà phù hợp cho mỗi một người. Chứ còn chúng ta không có một con số chung, bởi vì rõ ràng là mỗi một người chúng ta có một nhu cầu khác nhau mà. Ngày xưa thì hoặc trong dân gian người ta vẫn đồn thổi với nhau rằng người ta đưa ra cái con số gọi là con số 9. Rồi thì rất là nhiều cách tính với nhau như thế này, độ tuổi bao nhiêu thì con số bao nhiêu. Nhưng mà cái tất cả những cái đó nó hoàn toàn chỉ là cái câu chuyện và đồn thổi về mặt dân gian, và nó không có những cơ sở khoa học nào để xác định cả. Mà cái cơ sở khoa học để xác định cái tần số thích hợp cho mỗi một cặp vợ chồng, mỗi một đôi yêu đương, đấy là sự hài hòa cả về thể xác, cả về tâm hồn của một cái đôi trai gái. Như vậy làm sao cái tần số đấy nó phù hợp cho cả hai, mà sau khi quan hệ xong thì cả hai đều cảm thấy hài hòa, đều cảm thấy viên mãn, thì đó là một cái tần số rất là phù hợp. Vâng, rõ ràng là nói đến vấn đề tình dục thì đấy, anh là bác sĩ mà anh nói rằng là nhiều lúc anh còn đỏ mặt, nhưng đều cảm thấy viên mãn thì đó là một cái tần số rất là phù hợp. Vâng, rõ ràng là nói đến vấn đề tình dục thì đấy, anh là bác sĩ mà anh nói rằng là nhiều lúc anh còn đỏ mặt, nhưng mà nó là một cái nhu cầu bản năng, và nó cũng là một cái điều mà gắn với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và thực ra thì với những người có gia đình rồi thì họ còn nói vui miệng rằng là nó như là cơm ăn thức uống vậy. Vậy thì có thể hiểu là nó là một phần không thể thiếu được của con người. Nhưng mà cũng chính vì nó mang cái tính bản năng đó nên là dường như nó không có một cái chuẩn mực nhất định nào. Và cái lời giải thích vừa rồi của bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc thì cũng đã làm rõ hơn cái nội dung mà chúng ta vừa thắc mắc. Đó là cái tần suất bao nhiêu là đủ. Một câu hỏi khá tế nhị nhưng mà cũng rất là quen thuộc với nhiều người ạ. Nhưng cũng có đôi lần nghe các anh, đặc biệt là các đấng mày râu ạ, các bạn trong cùng cơ quan có hỏi nhau, các anh thì hay hỏi nói vui vui thôi, thế đêm qua mấy nháy. Vâng, tôi cũng không biết đấy là câu nói vui hay là các anh ấy đang kiểu muốn thấy đến bây giờ khi mà cái việc là đo tần suất yêu nó không tính theo tuần nữa như là chúng ta vừa nói, mà lại nói rằng là đấy qua một đêm nó đã có thể tính được cái số nhiều rồi. Vậy theo anh, với cách nhìn của một người làm ngành y, đặc biệt là rất là chuyên về nam khoa, thì với những cái bạn trẻ mà đang hừng hực khí thế như vậy, hoặc là với những cái người có nhu cầu tình dục cao như vậy, thì cái việc là cái con số nó gia tăng nhiều trong một đêm thì nó có bình thường không ạ? Và tại sao lại có những cái người mà có nhu cầu quá nhiều lần trong một đêm như thế? Chúng ta phải nói với nhau như thế này. Nói thật là tôi cũng không hiểu vì sao nhiều lần đi tìm cái câu hỏi, cái câu trả lời để lý giải cho cái việc là tại sao đối với con người cái việc mà tình dục lúc nào cũng trở nên rất là huyền bí. Bởi rõ ràng là chúng ta thấy rằng chúng ta vừa thừa nhận với nhau rằng tình dục nó chỉ là một cái nhu cầu sinh lý rất bình thường thôi, giống như là cái nhu cầu mà cơm ăn áo mặc hàng ngày ấy, hít thở không khí hàng ngày. Nhưng mà những cái chuyện khác thì không sao, tôi thấy nó bình thường, mọi người có vẻ rất là hiểu. Nhưng mà riêng tình dục thì nó có huyền bí đến mức độ mà người ta thêu dệt với nhau mà cho đến rất là nhiều những câu chuyện ly kỳ liên quan đến chuyện tình dục, ví dụ như là thượng mã phong, rồi là rất là đủ mọi thứ vào đó. Thế thì tôi thấy rằng là và một cái điều thứ hai nữa là thế này, người ta thấy rằng cái chuyện tình dục ấy, hình như là nam giới rất tự hào về chuyện này, và người ta cảm thấy rằng là ông nào mà có khả năng tốt về chuyện tình dục thì ông đấy là thống lĩnh trên
thương trường cũng như là thị trường rất là nhiều thứ. Thế thì và kể cả trong đời sống cũng như là trong những lúc mà trà dư tửu hậu thì các ông đều mang cái chuyện là tình dục của mình ra để chứng tỏ với thế giới biết rằng cái khả năng của mình. Chính vì vậy mà nó đưa ra cái chuyện rằng là ông nào một đêm thì một nháy thì kém, mà ông nào một đêm hai ba nháy thì là giỏi hơn. Dạ. Tuy nhiên thì cái điều đó thì nó cũng chỉ là những câu chuyện gọi là trong cái bàn trà bàn tiệc mà thôi, trong những lúc mà chuyện vui rôm rả, chứ còn thì thực tế thì cũng không hẳn như vậy. Không hẳn một ông mà làm ba bốn nháy một đêm đã là ông khỏe, mà không hẳn một người mà làm một nháy một đêm lại là yếu, mà không hẳn một người một tuần làm hai chỉ làm có hai nháy thôi thì lại là kém. Rõ ràng là bây giờ người ta đi vào cái số, người ta quý trọng cái chất lượng hơn là cái số lượng. Rõ ràng là ông có năm nháy đi chăng nữa nhưng mà tèng tèng một phát chưa vỗ cánh đã chưa bay lên đã vỗ cánh bành phạch rơi xuống rồi, thế thì chả làm được cái gì cả. Trong khi đó một ông làm chậm chậm từ từ rồi nó cất cánh bay vút lên cao ấy, thì đấy là thắng rồi. Cho nên là mà chị em phụ nữ người ta cũng chỉ cần có thế thôi. Vâng. Bởi vì phụ nữ thì không phải là thích nhiều mà đi vào chiều sâu. Đúng rồi đấy dạ. Cho nên là cứ cái gì sâu lắng thì nó sẽ lắng đọng mãi. Vâng. Chứ còn những cái gì mà chỉ là cái hời hợt bên ngoài mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì chị em phụ nữ thấy nhàm. Vâng. Cho nên là chúng ta không nên lấy cái chuyện là nhiều hay ít để làm cái thước đo sức mạnh của mỗi con người chúng ta. Vâng. Xét về mặt khoa học thì nói thật với anh Thư là như thế này, chúng ta không nên để trong cái tình trạng mà no dồn đói góp như vậy. Rõ ràng là nếu một cái gì mà chúng ta dàn đều ra, một lần một đêm chúng ta ba nháy, trong khi đó cả tuần chỉ có một đêm đấy ba nháy thôi, thì thà chúng ta cứ san ra làm ba đêm bốn đêm, mỗi đêm một nháy, như thế tốt hơn là chúng ta tập trung vào một nháy. No dồn đói góp như thế là không nên, bởi vì sao không nên, là có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Rõ ràng là một chúng ta biết rằng hoạt động tình dục thì nó cũng là một cái hoạt động phải gắng sức. Tuy rằng cái mức độ năng lượng chi tiêu cho một cái cuộc quan hệ tình dục, người ta tính bằng cái năng lượng chi tiêu cho một cái người mà phải leo lên một cái cầu tầng 2, thang gác tầng 2, cho nên năng lượng rất ít. Nhưng mà rõ ràng là một đêm mà chúng ta làm cho khoảng 5 nháy như thế, có nghĩa rằng là một đêm chúng ta phải leo lên hơn 10 cái cầu thang, mệt ra phết đấy chứ. Thế có phải không đâu. Đó lại chưa kể là chúng ta thấy rằng là con người, sinh lý của con người chúng ta, rằng là ban ngày chúng ta sống, chúng ta hoạt động, lao động, cống hiến bao nhiêu năng lượng và sức lực chúng ta dành hết cho ban ngày rồi, và cái sinh lý ban đêm là để cho chúng ta giúp tái tạo lại cái nguồn năng lượng đó. Thế một người mà đã lao động rất vất vả ban ngày rồi, ban đêm lại đi lao động vất vả như thế thì kiệt sức làm gì còn sức mà sống nữa. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là cái tình trạng mỗi một lần mà chúng ta bước vào một cuộc giao hoan như vậy, thần kinh của chúng ta hưng phấn rất là nhiều. Thế rõ ràng nếu giả sử một đêm mà chúng ta một nháy thôi thì nó chỉ hưng phấn một lần thôi. Được. Nhưng một đêm mà chúng ta năm nháy thì nó hưng phấn đến 5 lần. Thế mà cả ngày chúng ta sống đã hưng phấn rồi, buổi đêm lại hưng phấn nữa, thì thần kinh chúng ta luôn luôn trong trạng thái hưng phấn. Rồi đến lúc nó sẽ có những lúc ức chế. Và ức chế mà đến lúc giai đoạn nó chơi thì không kích thích nổi để cho nó hưng phấn trở lại nữa. Vì vậy mà chúng ta cũng không nên cố gắng cái chuyện đó nhiều làm gì. Tất nhiên trên thực tế thì cái này nó cũng phụ thuộc nhiều hay ít trong một đêm, nó phụ thuộc vào từng cái giai đoạn của cơ thể. Ví dụ những giai đoạn các em mà mới dậy thì có những em đã thủ dâm một buổi tối hai lần ba lần nhưng cũng không sao cả. Và cái giai đoạn mà bắt lập gia đình mới tuần trăng mật, trong 3 tháng đầu của tuần trăng mật honeymoon, thì họ trung bình các cặp vợ chồng như chúng tôi, theo kinh nghiệm chúng tôi ngồi khám chúng tôi điều tra ấy, thì trung bình các cặp vợ chồng mỗi một đêm ít nhất là hai lần. Thì tuy nhiên là sau 3 tháng đầu nó sẽ giảm dần để đến lúc và trong đến một năm đầu thì nó về rằng là trung bình một tuần khoảng 3 lần. Và cái con số trung bình một tuần 3 lần như thế nó sẽ duy trì cho các cặp vợ chồng, thường là cho đến lúc là có bầu thì thôi. Dạ. Nghe anh nói một thôi một hồi, xong bây giờ anh đang ngồi thở. Tôi thì tôi biết anh Bắc cũng khá lâu rồi, và tôi thấy là anh, tôi rất đồng ý với cái quan điểm của anh rằng là rõ ràng là chị em phụ nữ chúng tôi thì quan tâm đến cái chiều sâu, cái chất lượng hơn là cái số lượng. Và đó cũng có lẽ là cái lý do mà tôi cũng biết gia đình anh và thấy là vợ anh luôn luôn là người phụ nữ rất là hạnh phúc. Đó là điều mà tôi rất là ngưỡng mộ. Vì nếu như mà ông xã mình mà đang nghe cái chương trình này thì có thể là lại về lại bắt đầu phải ghi sổ lại đấy ạ. Thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, vậy thì nói về trên cái phương diện y học ạ, nếu mà cho dù là các bạn ấy có đủ sức khỏe đi chăng nữa, có đủ cái ham muốn đi chăng nữa, mà cứ quan hệ tình dục nhiều lần trong đêm như vậy với một cái thời gian dài thì nó có ảnh hưởng thế nào với sức khỏe của cả nam và nữ không ạ? Đấy, như chúng ta cũng vừa phân tích đấy, rõ ràng là đây là những hoạt động mà yêu cầu thể lực,
mỗi một lần thì tuy thể lực trong mỗi một lần thì không cao, nhưng mà nếu mà chúng ta tích cóp lại, cộng dồn lại thì nó sẽ dẫn đến là nhu cầu và năng lực cho một đêm rất là nhiều. Vâng. Vì vậy mà nếu cái tình trạng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó dẫn đến cơ thể chúng ta suy kiệt về mặt sức khỏe nói chung, cũng như là suy kiệt về mặt tinh thần nói riêng. Và tóm lại, khi mà chúng ta đã bị suy kiệt cả về sức khỏe thể lực lẫn về sức khỏe tinh thần thì lúc bây giờ chúng ta được coi là những người không khỏe. Mà theo đúng như định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới rằng sức khỏe là sự tổng hòa cả về mặt sức khỏe về vật lý, về thể chất lẫn sức khỏe về mặt tinh thần. Vâng. Người bệnh có nghĩa là người mà không có bệnh cả về mặt thể chất lẫn không có bệnh về mặt tinh thần. Nếu mà chúng ta có hai mặt như vậy mà bị bệnh cả hai, đều suy kiệt, đều suy giảm cả hai thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ dẫn đến cơ thể nó ốm yếu, suy mòn và kiệt quệ. Đấy là cái điều đương nhiên rồi. Và dần dần thì không những cái điều này nó ảnh hưởng đến bản thân của cái đối tác, của cái người mà hoạt động tình dục rất là nhiều, mà nó còn ảnh hưởng đến cái đối tác của họ. Ví dụ một cô bạn tình của một chàng trai mà cứ hăng máu mà tối nào cũng 3, 4, 5, 6 nháy ý, thì người ta chỉ chịu đựng trong thời gian có hạn thôi. Như chúng ta biết rằng cái tâm lý tình dục của phụ nữ và nam giới nó khác nhau lắm. Nam giới thì chỉ cần là tặc lưỡi thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình là xong. Vâng. Hay là nam giới thì yêu bằng tay. Tuy nhiên phụ nữ thì người ta không yêu bằng tay như vậy, mà người ta yêu bằng tình cảm, bằng cảm xúc, bằng lắng nghe tiếng nói của cơ thể. Thế mà một đêm anh có liệu có để cho người phụ nữ mà lắng nghe cơ thể của anh đến 5-7 lần hay không? Chắc chắn là không. Nếu mà khi mà cái chuyện mà tình dục nó trở nên nó rất là vật lý, nó rất là kiên cưỡng, nó rất là phải là chiều chuộng nhau, thì nó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thôi. Nếu kéo dài trong thời gian dài thì nó làm ảnh hưởng đến tâm lý tình dục của người đối tác của chúng ta rất là nhiều. Dạ vâng. Thế nhưng mà nếu đối tác cũng đồng thuận thì sao ạ? Thì lúc bấy giờ thì tôi nghĩ rằng là sau một thời gian cả hai đồng thuận như thế là sẽ hai cái xác ve ở bên cạnh với nhau. Anh nói thế này thì quả thực là ví dụ với những cô nàng hơi mũm mĩm như là tôi thì có khi tôi lại mong muốn để có thể có cơ hội giảm cân. Không, chị Anh thì có rất nhiều cách để chúng ta giảm cân hiệu quả hơn là những cách như vậy để bắt đối tác của chúng ta làm việc nhiều đấy. Vâng, thực ra thì anh Nguyễn Hoài Bắc này, chúng ta cũng đã nói đến cái chủ đề này không phải là một lần, và cái lời khuyên của bác sĩ ngay cả không phải ở trên sóng radio của Lời Thì Thầm, mà chắc chắn là anh làm việc hàng ngày với các bệnh nhân của mình thì anh cũng đã có những cái lời khuyên nhất định dành cho họ. Vậy thì anh có thể cho họ thêm những cái thông tin, những cái kiến thức ngoài cái vấn đề là để họ có thể là biết cách điều độ trong sinh hoạt vợ chồng, thì tôi nghĩ là cũng phải có một cái tác nhân nào đó để hỗ trợ cho tâm lý của họ chứ, để nó có thể giảm thiểu sao cho nó hợp lý nhất với cái tình trạng sức khỏe của chúng ta và duy trì được lâu dài bền bỉ nhất ạ. Đúng là cái điều này thì rất là khó. Làm thế nào mà để hòa hợp được giữa mà hai người, nhất là một cặp vợ chồng mới cưới, trong khi thì nhu cầu của anh chồng rất cao, nhu cầu của người vợ thì một cô gái mới về nhà chồng bẽn lẽn chưa biết chuyện tình dục là gì cả, rất sợ, rất ngại. Và cái điều này chúng tôi gặp rất nhiều lần, thì đấy là một bài toán cực kỳ khó đối với các cô gái lắm. Lúc gọi điện hoặc là đến gặp tư vấn với chúng tôi đều than phiền rằng nhu cầu của anh ấy rất cao, mà trong khi đó thì em lại chưa sẵn sàng nhiều cho chuyện này. Làm thế nào để vượt qua được cái giai đoạn này anh, hay là có cái thuốc gì để cho nó anh ấy cắt bớt đi không? Thế thì tôi đưa ra một câu trả lời rằng nếu mà em muốn cắt bớt thì sẽ cắt bớt hoàn toàn. Có nghĩa rằng là bây giờ mà muốn cho anh liệt thì anh liệt luôn cả đời luôn, thì không bao giờ lên được nữa, em có đồng ý không? Đấy. Thì tuy nhiên thì chúng ta hiểu rằng cái này này có rất là nhiều cách. Tình dục chúng ta đừng quan niệm rằng là chỉ mỗi cái động tác, rằng là cơ quan sinh dục nó chạm sát vào nhau, đấy là tình dục. Vâng. Mà có rất là nhiều cách khác nhau. Người ta có thể cách tình dục bằng cử chỉ, tình dục bằng lời nói, tình dục bằng âu yếm. Tất cả những cái động tác, những cử chỉ, hành động yêu nhau, làm cho nhau có cảm xúc ấm áp thì người ta đều gọi đấy là tình dục. Thì chúng ta đừng quan niệm rằng tình dục là mỗi là cái chuyện giao hợp. Cho nên là đấy, trong những trường hợp mà chúng ta chưa muốn, chúng ta chưa sẵn sàng, thì chúng ta có rất nhiều cách để giúp cho chàng thỏa mãn được chuyện này, giúp cho chàng giải tỏa được chuyện này, giúp cho chàng vượt qua được những áp lực về mặt tâm lý về cái chuyện này, nó dễ dàng hơn. Ví dụ một trong những đấy, chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta có thể âu yếm, chúng ta có thể sử dụng tay, hoặc rất là nhiều những hình thức khác nhau mà không cần mà chúng ta cứ phải có giao hợp mới là chuyện đó. Mà tôi tin rằng là ai chứ phụ nữ của các chị là rất là khéo léo, rất là biết cách chèo lái các chàng đi theo ý của mình, chứ chưa bao giờ các chị chịu khuất phục các chàng đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các chị rất là khéo léo và tế nhị đấy ạ. Thế còn với cái nội dung ngày hôm nay là rằng là bao nhiêu lần trong một đêm là đủ, chúng ta sẽ, tôi nghĩ là thôi chúng ta chỉ nói trên cái bề mặt. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những kiến thức bổ ích về sức khỏe trên kênh của chúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.